quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Từ xa xưa, Lương Hội đã nổi tiếng là vùng quê văn hiến, cách mạng và anh hùng. Đình đền chùa thôn Lương Hội chính là những công trình mang trong mình những dấu tích, những minh chứng về truyền thống lịch sử, những giá trị đặc sắc về văn hóa của mảnh đất và con người nơi đây. Với những giá trị đó, vào năm 2012, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xếp hạng cụm di tích đình đền chùa thôn Lương Hội là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố. Sử sách và qua lời kể của các cụ cao tuổi của địa phương, điều khác biệt và cũng là điểm đặc sắc của cụm di tích đình đền chùa Lương Hội so với các di tích khác chính là tất cả các di tích tọa lạc trên địa bàn thôn Lương Hội đều được người dân nơi đây đặt tên gắn với tên làng: đền Lương Hội, đình Lương Hội và chùa Lương Hội. Đình Lương Hội được xây dựng để thờ hai vị tướng Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng và Võ Linh Thông Đại Vương. Đây là hai vị tướng thời Lý đã có công giúp vua đánh giặc, khôi phục giang sơn đất nước. Mặc dù triều đình phong kiến nhà Lý tới thời kỳ mạt vận, nhưng hai ông vẫn chiến đấu tới cùng và anh dũng hy sinh để bảo vệ triều đình. Do có nhiều công lao to lớn với dân, với nước, nên khi mất, hai ông được nhân dân tôn là Thành Hoàng và các triều đại phong kiến sau này đều ban sắc phong thần. Đình Lương Hội được xây dựng vào thời Lê. Sau nhiều lần trùng tu, ngôi đình đang hiện hữu được kiến trúc theo kiểu chữ đinh gồm 3 gian đại bái và hậu cung. Gian đại bái được xây dựng theo kiểu tường hồi bít đốc, tường bờ nóc đắp lưỡng long trầu Nhật. Điều đáng tự hào, mặc dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự xâm hại của thiên nhiên, nhưng người dân Lương Hội vẫn đoàn kết bên nhau bảo vệ, lưu giữ được nhiều hiện vật, cổ vật như bức đại tự, thánh cung vạn tuế, 4 chiếc ngai, 3 bài vị, 1 pho tượng, 2 quả chuông đồng và đặc sắc nhất là các sắc phong. Đình Nàng Tư còn giữ lại được 4 cỗ ngai, thì cỗ ngai thứ nhất là thờ nhất vị thần hoàng, cỗ ngai thứ hai ở bên trong là thờ nhị vị thần hoàng, cỗ ngai bên tay phải thì là thờ Hưng Đông Hải Đại Vương và cỗ ngai bên trái là thờ thần Võ Tiến Thông. Hàng năm thường thường là hương khói thờ thần hoàng cầu cho dân thôn bản làng mưa thuận gió hòa, bình an vô sự, ấm no, hạnh phúc. Ngoài những cỗ ngai thì chúng tôi còn giữ được cái bát hương đồng và 7 các phong. Nằm cách đình 300m về phía bắc là đền Lương Hội. Đền được xây dựng để thờ Triệu Quang Phục, người có công lớn giúp vua Lý Nam Đế đánh tan quân xâm lược nhà Lương, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đền Lương Hội được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm tòa tiền tế và hậu cung. Tiền tế kết cấu theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái, gồm có 3 gian và 2 dĩ. Bên trong là 3 gian hậu cung, ở giữa đặt ban thờ thánh, trong cùng là ngai thờ và tượng thờ của Triệu Quang Phục. Tượng được đúc bằng đồng trong tư thế ngồi, đầu đội mũ, tay đặt xuống đùi. Hai bên của hậu cung thờ tướng Văn và tướng Võ là hai vị tướng đã có công giúp Triệu Quang Phục đánh giặc. Quê hương tôi là có thờ Triệu Quang Phục, năm xưa người có đỗ quân ở đây và cũng lấy lương thực ở đây để đánh giặc. Thì từ trước đến nay là làng tôi vẫn thờ Đức Vua, hiện nay là ở trong đền là có tượng đồng của ngài, hai bên là có thờ Quan Văn, Quan Võ, dân cung tiến, đỉnh lư hương, rồi bát biểu. Nằm ở cuối làng, ở một vị trí đắc địa là chùa Lương Hội hay Bảo Nghiêm Tự. Chùa được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 5.000 m², xung quanh là rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ngoài thờ Phật, chùa còn phối thờ bà Pháp Vân, một trong 4 vị thánh tứ pháp giúp cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, khiến cho cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Chùa có kết cấu kiểu chữ đinh gồm 3 gian 2 dĩ tiền đường, 3 gian chạy dọc tòa thượng điện. Hiện trong chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị gồm 7 bức đại tự, 5 câu đối, 30 pho tượng, 2 cửa võng, 1 chuông đồng và 3 sắc phong. Điểm khác biệt so với các cụm di tích khác, cụm di tích đền đình chùa Lương Hội nằm ở 3 vị trí khác nhau nên đã tạo thành một quần thể di tích không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn rất hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến chiêm bái, dâng hương dâng lễ. Cùng với thờ Phật,
chùa Lương Hội còn phối thờ thần Pháp Vân. Pháp Vân là một trong bốn vị thần thuộc bộ thần tứ Pháp, gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Theo sử sách, đây là vị thần có tài biến hóa, tạo ra mưa thuận gió hòa, giúp người dân cấy trồng thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Cụm di tích đình đền chùa Lương Hội không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những truyền thống văn hóa, văn hiến đặc sắc của vùng đất và con người nơi đây. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, do nằm ở những vị trí đắc địa nên đình đền chùa Lương Hội còn trở thành nơi ẩn náu, là cơ sở hoạt động cách mạng, địa điểm hội họp, tập luyện của cán bộ, dân quân du kích địa phương, nơi tiễn đưa lớp lớp những người con ưu tú của Lương Hội lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ là làng Lương Hội là thuộc là tổng Bằng Ngang và xã là xã Chính Nghĩa. Thế sau đó là mới sinh ra làng Lương Hội. Thời chống Pháp thì đã có xây một cái bốt ngay cầu Ngang, thì chúng quản quét rất lâu. Các vị tiền bối là đã bị dìm vào trung tương và cho đến chết cũng không khai. Và nơi đây trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng là nơi tiễn đưa nhiều người con ra con chiến trường. Đã có hơn 40 con là người con đã hy sinh trên các mặt trận. Trải dài theo thời gian, cụm di tích đình đền chùa Lương Hội không chỉ là cụm di tích giàu ý nghĩa về lịch sử mà còn độc đáo về những giá trị vật thể và phi vật thể. Điều đáng nói và rất đáng tự hào, trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự xâm hại của thiên nhiên, nhưng các thế hệ người dân Lương Hội vẫn đoàn kết bên nhau, bảo vệ, lưu giữ được nhiều hiện vật cổ rất có giá trị. Tiêu biểu là bức đại tự với 4 chữ lớn Thánh Cung Vạn Tuế, 4 chiếc ngai, 3 bài vị, 1 pho tượng, 2 quả chuông đồng và các bản sắc phong. Hàng năm vào những ngày lễ hội của làng, từ mùng 10 tháng 3 âm lịch, các ngày lễ lớn của dân tộc và vào dịp Tết Nguyên Đán, đình đền chùa Lương Hội luôn tấp nập đông vui, trở thành địa chỉ, điểm đến hấp dẫn của nhân dân trong làng, trong vùng, những người con xa quê và quý khách thập phương. Theo truyền thuyết của ông cha thì hàng năm là cứ vào mùng 8 tháng 3 thì làng là tổ chức gọi là khiếc rước kiệu từ thôn Lương Hội sang Bằng Ngang rồi sang bên Đồng Lý. Và làng hiện nay thì là chúng tôi là đang giữ lại 2 cỗ kiệu, một cỗ kiệu còn là cống rồi một cỗ kiệu oản. Chúng tôi là 5 năm tổ chức còn là rước tế lễ một lần trong còn là 3 ngày từ mùng 8 cho đến ngày mùng 10. Thế mùng 8 thì chúng tôi tổ chức ở ngoài đình, mùng 9 thì tổ chức ở ngoài đền. Mùng 10 thì là về chùa này tổ chức yến vị. Về phía địa phương thì hàng năm kiện toàn lại những cái quyết định và xây dựng những quy chế giao cho ban quản lý di tích. Nếu như mà thấy mà có những cái gì như xuống cấp thì báo cáo với địa phương để có những cái mà trùng tu, tu sửa như hiện tại, như đối với cụm di tích của thôn Lương Hội vừa rồi như năm 2022, địa phương cũng đã chủ động kêu gọi những con em rồi những người có lòng hảo tâm để ủng hộ xây dựng lại chùa Lương Hội làm sao cho đảm bảo khang trang như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa có một trải nghiệm khám phá những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của cụm di tích đình, đền, chùa, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Hy vọng với những giá trị phi vật thể, vật thể của cụm di tích sẽ sớm trở thành động lực, niềm tự hào của các thế hệ người dân Lương Hội. Và cụm di tích sẽ sớm trở thành một điểm đến, điểm du lịch tâm linh hấp dẫn trên quê hương xứ Nhãn, nơi giáo dục, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống cha ông để lại. Xin chào và hẹn gặp lại!